Chiều nay đi bẫy được một con chi chi xẻ đá hoặc là con đấy đây những lốt ở trong này để nuôi. Thì sau khi tôi cho vào cái lồng này để quần, tôi làm cái lồng lưới bằng vải màng, bằng màn tuyn để cho nó rông, nó khỏi đau đắp vào trên đấy. Con này thì nhốt này rất chi là không cần phải tưới bổ chứ tôi biết gì cả. Tôi làm cái này là cái này để đốt. Con này rất là già rồi, ổn lắm, người nó chắc lắm. Con chi này cả buổi chiều được mỗi một con. Con sẻ đá này, con này rất là dữ, con này dữ lắm. Con này chắc là con đực dữ lắm mà già, mới bao nhiêu cho nên là mới dùng mấy cái lông ăn hết rồi. Này tôi vào đây để thuần xem nó có ăn được không. Người ta bảo nuôi con này rất là khó để cho ăn cám nhỉ. Trong này tôi sẽ cho sâu này. Trong lòng này sẽ cho sâu, nước, sâu, hoa quả và cám. Cám sâu nước vào đây. Cái này nó bằng vải màn, đúng là quay nó hơi gì đấy, nhìn nó rõ mấy. Chốt cái cửa này vào đã, chốt cửa vào. Trứng chim cút này, cút đẻ đây. Cho một miếng không? Không cần nhiều. Phải nhớ con này nó ăn ngũ cốc, thế nhưng mà bây giờ ở ngoài môi trường thì làm gì có ngũ cốc nữa, thóc lúa không có, vậy thì nó phải ăn sâu bọ hoặc là hoa quả, chỉ có thế thôi. Để mai sẽ nó ăn cái gì. Để cho nước, để cho nước vào đây. Leo lên đỉnh kìa, trong tối quá. Cái này bằng màn tuyn, cài cửa cẩn thận vào. Đây, cho ngô, nhưng mà cho ít thôi. Đây, ngô trộn với cám gà, đây, cho ít thôi. Để vào đây. Rồi, đây cho yên tĩnh nhá. Đây, cứ bám ở trên cái màn này. Đấy, thử lòng. Có thức ăn như thế này. Ngày mai
kiểm tra xem nó có ăn không, có nước, có thức ăn không, xem nó ăn cái gì. Cứ bám trên cái mảng con sẽ quạt. Con sẽ quạt tôi nhốt ở trong avi này nó đã quen, đã được nửa tháng nữa. Sẽ quạt này nuôi cũng khó, để quên ăn cám khó. Nhưng ở trong này tôi không cho ăn cái ngoài cái gì, ngoài cám ngũ cốc đây thôi. À cái này phải cho nó một ít ngô nữa.